Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Techland. Mình là Vũ Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mẫu loa Bluetooth có cái tên khá đặc biệt, Calipster 3 Plus, một sản phẩm âm thanh all-in-one, không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ. Vậy liệu sản phẩm này có thật sự ấn tượng và có xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra hay không? Hãy cùng Techland tìm hiểu và đánh giá mẫu loa Bluetooth mới nhất của nhà Calips với sản phẩm The 3 Plus nha. Calips có thể là cái tên chưa quá nổi ở thị trường Việt Nam. Do đó nhiều bạn sẽ lầm tưởng đây là hãng âm thanh mới xuất hiện. Nhưng thực chất đây là một thương hiệu loa lâu đời với gần 80 năm thành lập. Hãng loa đến từ Mỹ này nổi tiếng với mẫu loa high-end có lẽ là lâu đời nhất, Calips Horn, ra mắt năm 1947. Và 70 năm sau, Calips mang cảm hứng thiết kế họng kèn này lên hai mẫu loa Active The 7 và The 9. Dù là loa Active hay Bluetooth thì Calips vẫn được rất nhiều khách hàng không chỉ quốc tế mà cả ở Việt Nam ưa chuộng do thiết kế đẹp, chất âm hay, dễ nghe, hợp tai đa số các bạn yêu nhạc. Vẫn theo những triết lý đó, Calips cũng đã cho ra mắt những dòng sản phẩm loa Bluetooth và nổi bật nhất phải kể đến hai mẫu The 1 và The 3. Với Calips The 3, hãng đã cho ra mắt phiên bản thứ 3 của dòng loa với nhiều điểm độc đáo. Vậy không dài dòng nữa, hãy cùng mình khám phá những thay đổi ấn tượng của mẫu The 3 Plus này thôi. Calips The 3 Plus mang đến một vẻ đẹp cả cổ điển pha lẫn hiện đại, được lấy cảm hứng từ dòng Heritage của hãng. Bề mặt loa được phủ veneer gỗ thật, tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng. Lớp vải bọc âm thanh quanh loa được căng chặt, kết hợp với một dải kim loại nhỏ chứa các nút điều khiển vật lý như nút chọn đầu vào và bánh xe điều chỉnh âm lượng. Calips mang đến cảm giác cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kích thước nhỏ gọn với chiều cao 17.8cm, chiều rộng 35.5cm và độ sâu 21.3cm giúp The 3 Plus dễ dàng hòa nhập vào không gian nội thất của bạn mà không chiếm quá nhiều diện tích. Mình rất ấn tượng với thiết kế của The 3 Plus. Nó vừa thanh lịch vừa hiện đại, dễ dàng hòa nhập với bất kỳ không gian nội thất nào. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn giữa màu gỗ óc chó hoặc màu đen, tùy thuộc vào sở thích cá nhân cũng như phong cách nội thất của bạn. The 3 Plus không chỉ đẹp về thiết kế mà còn cực kỳ linh hoạt với nhiều tùy chọn kết nối. Với kết nối không dây, loa sử dụng Bluetooth 5.3, ghép nối rất đơn giản. Các bạn ấn vào nút nguồn ở mặt trên của loa và chọn thiết bị trên điện thoại hoặc máy tính. Loa có thể ghi nhớ tới 8 thiết bị cùng lúc và từ đó tất cả các thành viên trong gia đình đều dễ dàng kết nối. Mặt sau loa bao gồm một cổng optical hỗ trợ độ phân giải lên tới 24 bit 96 kHz. Đây là một cổng kết nối thiết thực để các bạn có thể kết nối với TV, máy tính bàn và các thiết bị khác có hỗ trợ. Cổng RCA Stereo có thể chuyển đổi giữa chế độ live và phono để có thể dễ dàng kết nối 3 Plus với mâm than nghe đĩa vinyl, kết nối đầu CD, music server đơn giản nhanh chóng. Đặc biệt cổng USB-C là lựa chọn kết nối tuyệt vời, vừa là chạm sạc, vừa là phương thức truyền tải âm thanh chất lượng cao vào loa. Chất lượng đầu ra từ kết nối điện thoại, máy tính và tận hưởng âm thanh số sắc nét chi tiết. Điểm mình thích nhất ở 3 Plus chính là khả năng kết nối đa dạng. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị, từ bàn xoay đĩa than đến smartphone mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đặc biệt tính năng Broadcast cho phép phát sóng Bluetooth tới 10 loa khác nhau, tạo nên một hệ thống âm thanh đa phòng, đơn giản mà hiệu quả. Ngoài ra, hãng cũng trang bị ứng dụng Calips Connect cho iOS và Android, là nơi bạn có thể điều khiển toàn bộ hệ thống ngay trên điện thoại của bạn. Do đó, từ chỉnh âm lượng, chọn đầu vào, đến điều chỉnh EQ với các chế độ có sẵn, và thậm chí là kích hoạt chế độ đêm để giảm âm bass. Tất cả đều đơn giản, và ứng dụng này thật sự tiện lợi, giúp mình điều khiển dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là tính năng chỉnh EQ, cho phép mình tùy chỉnh âm thanh theo ý thích, tạo ra những trải nghiệm nghe nhạc cá nhân hóa hơn. Nhưng điều quan trọng nhất khi nói về một chiếc loa là chất lượng âm thanh, và Calips The 3 Plus sẽ không làm bạn thất vọng. Với tổng công suất 120W của bộ khuếch đại Class D và hệ thống loa 2.1 bao gồm hai driver toàn giải 57mm và một loa siêu trầm 133mm hỗ trợ bởi hai bộ tản nhiệt thụ động, The 3 Plus mang đến âm thanh mạnh mẽ và chi tiết. Điểm nổi bật của Calips đó là giải cao siêu chi tiết mà hiếm có một hãng âm thanh nào thể hiện được ở phân khúc này. Các bạn có thể dễ dàng cảm nhận được từng nốt nhạc, tiếng đàn guitar hay kể cả tiếng dây đàn rung lên đều sắc nét. Vì sử dụng hai củ loa toàn giải nên trung âm của The 3 Plus cũng có sự tròn trịa đủ cả trung, trung cao lẫn trung trầm. Những bản nhạc nhẹ
Tiết tấu chậm, vocal da được thể hiện một cách xuất sắc, âm trầm rất rõ ràng và sâu lắng, nhưng không làm mất đi sự cân bằng với âm trung và cao. Dù bạn đang nghe nhạc trực tuyến qua Spotify, nghe từ USB-C hay CD, The 3 Plus đều giữ được sự nhất quán và sôi động. Mình đã thử nhiều thể loại khác nhau trên The 3 Plus, từ rock, jazz cho đến nhạc điện tử, và mình phải nói rằng loa này thật sự mang lại một trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời. Tuy nhiên, mình phải lưu ý rằng nếu bạn là người yêu thích âm thanh vinyl, đầu vào phono có thể chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng của bạn về sự sống động và chi tiết. Nhưng điều này không phải là một vấn đề lớn, nó vẫn đủ tốt cho những ai không quá khắt khe. Ở mục so sánh, như mình có ở đây là hai mẫu Calypso 3 Plus và The 3 phiên bản 2. Nhìn chung, sự thay đổi đáng kể nhất nằm ở mặt ngoại hình, mà theo mình mẫu mới hoàn toàn ăn điểm hơn từ phối màu cho đến các chi tiết nhỏ nhất như logo hay bảng điều khiển. Ngoài ra, ở bản The 3 Plus, hãng cũng đã nâng cấp khả năng kết nối Bluetooth 5.3 so với 4.0 của bản cũ có phần hơi lỗi thời. Bản mới cũng hỗ trợ các cổng kết nối chất lượng khác như USB-C và cổng quang với chất lượng kết nối cao, tạo nhiều sự thuận tiện cho người dùng hơn. Còn khi xét đến chất âm thì cá nhân mình thấy rằng tuy sở hữu cùng thông số về các driver, nhưng Calypso 3 Plus lại cho ra âm thanh có phần nội lực hơn ở giải bass và các âm cao cũng được thể hiện chi tiết hơn so với đời cũ. Vậy nên, về tổng thể, mình đánh giá Calypso 3 Plus nhìn hơn và sẽ là lựa chọn xứng đáng để các bạn cân nhắc. Sau đây, Techland sẽ đính kèm bản nghe demo ngắn giúp các bạn có thể hình dung được chất âm của cả hai sản phẩm. Và hãy cho mình biết ở dưới phần comment phiên bản nào mà bạn thích hơn nha. Mời các bạn cùng thưởng thức. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dàng. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dàng. Vì nụ hôn còn thiết tha. Tóm lại, Calypso 3 Plus là một sản phẩm loa Bluetooth tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm sự kết hợp giữa thiết kế đẹp mắt, âm thanh chất lượng và nhiều tính năng tiện ích. Kết nối đa dạng từ máy tính cho tới cổng RCA trên đầu CD và cả phono cho mâm đĩa than. Vậy nên, The 3 Plus sẽ là một lựa chọn rất đáng cân nhắc khi so với mặt bằng chung giá cả hiện nay. Hiện tại, Calypso 3 Plus đang có sẵn, hãy nhanh tay liên hệ Techland để nghe thêm tư vấn và thông tin chi tiết hơn về sản phẩm. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video review sản phẩm âm thanh tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem và hẹn gặp lại. Bye bye!